chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhanh như chớp. Một tuần đã trôi qua, chúng ta làm việc mệt mỏi rồi. Quá mệt mỏi rồi. Kiếm tiền mệt mỏi rồi. Quá mệt mỏi rồi. Mọi thứ lo lắng dừng lại. Bây giờ là nở những nụ cười chúng tôi mang đến cho quý vị ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hỏi đáp hài hước. Ngày hôm nay xuất hiện trên sân khấu này những đội chơi vô cùng lầy lội, huyền thoại. Những người chúng tôi chưa bao giờ chào đón trong chương trình này vẫn xuất hiện. Sao không chào đón anh? Không vậy, không chào đón. Vì anh? Vì họ là những người đã từng thua tơi tả trong chương trình này. Đó là ai? Một người cực kỳ đẹp trai. Đẹp trai? Đẹp trai mà đẹp trai đến nóc. Đẹp trai tới nóc. Dạ. Duyên dáng, có duyên dáng luôn. Cái sự đẹp trai tới nóc là hơi nghi ngờ nè. Thông minh luôn. Thông minh đẹp trai. Trong phim Hàn Quốc hả? Chỉ có chiều cao chưa tới thôi, còn ngoài ra là tuyệt vời hết. Em đang nói về anh hả? Vâng, xin giới thiệu Lâm Vi Dạ, Mạc Văn Khoa và anh Đức. Ủa dạ, em bị gì đi không nổi hả? Không có anh, em là quyền lực á. Giống như hoàng hậu à. Dạ. Anh thấy đâu có giống gì đâu. Hồi nãy đứng ở trong kia có nghe ở ngoài đây những cái lời giới thiệu rất là tân bốc Mạc Văn Khoa. Chúc mừng em. Không, hồi nãy nói về em đó. Hả? Nãy là Harry nói về em hả Đức? Nói về em hả Đức? Nói về em hả Đức? Về em hả Đức? Thiệt luôn á, em luôn á, em không nghĩ là những cái lời dành cho em. Cảm ơn người cố tình vậy đó. Tại vì Khoa, tình gì đây? Khoa đã có người yêu rồi. Dạ có gia đình rồi, chỉ có mình em là tới bây giờ vẫn còn cô đơn. Vì sao? Anh có nhiều sự lựa chọn. Đó, chỉ có Harry là hiểu tôi thôi. Nhưng mà dạo này anh còn mướn người là bạn gái anh nữa không? Được. Không tin được đâu ra. Từ anh Giang nói nè. Giang nói anh hay mướn mấy người đi theo, nói làm bạn gái anh đó. Em nghĩ anh mướn mà có người ta chịu hả? Có. Nghe Khoa nói về tình yêu nè. Đó. Tình yêu chúng ta luôn phải dành những cái từ nó ngọt ngào, nó tình cảm nhất khi nói về lứa đôi yêu nhau. Tình yêu nó là một cái màu hồng. Màu hồng và màu đỏ. Chúng ta hãy tận hưởng nó, sống trong nó. Sống. Ý là sống trong tình yêu. Em nghĩ gì khi mình đang có hạnh phúc như vậy mà mình phải truyền tải kinh nghiệm cho những người đang bất hạnh, họ đang cô đơn. Bất hạnh, bất hạnh. Đừng nói như vậy. Em đã từng hạnh phúc. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Với em hả? Đâu có đâu. Chứ mỗi lần anh đề cập cái vấn đề tình cảm gì là em lại nhảy vào cái cuộc đời anh như vậy thì làm sao mà cái tình cảm đến với đó anh đó gọi là định mệnh. Là định mệnh. Mình cho ta gặp nhau, anh với em không rời, hãy tin anh luôn một lần em hỡi. Không có định mệnh gì đây hết, không có định mệnh gì nha. Dạ nha. Dạ. Hồi nãy khi tới đây hỏi tôi chung đội với ai, biết là chung đội với Lâm Vĩ Dạ, lập tức xin đổi đội liền. Đổi đội liền. Nhưng sản xuất không cho. Tại sao? Tại sao thì biết, giới thiệu đội tiếp theo ra đây sẽ biết tại sao tôi muốn đổi đội. Rồi, và vị trí A. 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 A bên này nè. Sau đây là sự xuất hiện của một đội mà chúng tôi dùng một chữ thôi, đẹp. Dùng một chữ một để so sánh với đội bên đây, đẹp. Xin giới thiệu Lan Hương, Lương Huy và Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Dạ. Dạ. Thôi đi về, ba đứa mình đi về chứ đứng đây chi cho nhục. Thôi cứu xuống được kìa. Em hiểu tại sao anh muốn đổi đội chứ vậy? Rồi, hai mình là một cặp yêu nhau đúng không? Dạ. Đi chung. Cái này em phải nói em rất ấm ức. Yeah. Tại vì thấy tôi hai bạn là lần đầu tiên em biết mà hai bạn còn yêu nhau nữa. Thì em cảm giác em cô đơn trong cái cuộc đời này. Chẳng lẽ là đây phải dính với anh Đức nhỉ anh? Trời. Bây giờ ai cũng có chủ hết rồi. Anh Đức chưa có chủ, chưa có chủ nè. Lại cứ thế lên môi. Xin con tin rẽ lối, tìm giây phút nghẹn lời. Ai cười vậy? Ê, ai nói gì anh không quế mà anh quế giọng cười của em không ạ? Em có thể cười một cách nào đó nó thân thiện hơn chứ đúng không? Đúng rồi, em cười vậy là em cười vô mặt anh Đức. Vô mặt anh Đức. Ta mời bà vị trí đi, để mất công có nhiều chuyện xảy ra quá. Chúng ta sẽ giới thiệu một người xuất hiện. Người này là một thành phần quan trọng của cuộc sống này nhưng không quan trọng với chương trình này. Mời quý ông thi chớp Trần Anh Huy.
đúng kiểu lịch lãm. Trần Anh Huy hiện tại là cũng là độc thân đúng không? Dù ai nói ngã nói nghiêng thì Huy vẫn đẹp, đúng không cả nhà? Em đẹp là được rồi, anh vô nha. Bây giờ chúng ta giải lao vài phút trước khi bắt đầu. Chương trình Nhanh Như Chớp. Bây giờ cặp đầu tiên sẽ là ai? Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa, Khoa xin mời. Mạc Văn Khoa và bên đây Huy đi, Huy đi. Lương Huy, xin Huy. Mời. Em luôn hả? Lên đi, lên đi, cố lên. Ai lên ghế trước? Quảnh tù xì để cho cô bằng 3, 2, 1. Quảnh, rồi thắng. Thắng, gì vậy, đi đâu vậy? Ủa, em tưởng thua đi vô luôn. Tưởng thua đi vô à, mới chơi sờ khôn chứ vậy? Em coi. Em coi gì? Chương trình. À, khóa vô chồng hay là khóa lên? Vô chồng chưa? Ok, thua lên. Thua lên. Chúng ta cùng Lương Huy nhanh như chớp. Câu hỏi đầu tiên. Học gạo là học về gạo hay học gì? Dạ, học gì cũng được. Không, chính xác. Dạ. Từ từ, từ từ. Dạ. Học gạo là mình học nhiều. Tủ phong học, học nhiều. Học, học nhiều, cấm đầu vô học không? Dạ. Những điều xung quanh. Câu đầu thôi. Dạ. Trúng tủ là đụng trúng cái tủ hay là trúng số cái tủ? Dạ. Hay là gì? Trúng tủ là trúng cái bài của mình á. Là mình học bài đó mình thấy trúng bài á. Lên. Cái cảm giác nó phấn khích lắm. Học trò quay cóp khi làm bài. Vậy quay là cái gì? Chữ quay có nghĩa là copy bài á anh. Không, chính xác. Ủa? Ủa? Chữ quay là cái hành động, là cái động từ. Quay là sao chép như quay phim. Cũng vậy, cóp là gì? Dạ, cóp là copy. Chính xác. Trời, hưng phấn quá à. Hên hên, được câu, được câu. Học trò trượt vỏ chuối nghĩa là gì? Dạ, thi trượt á, học trò trượt vỏ chuối là thi trượt á. Là thi rớt đúng không? Dạ, đúng là rồi. Thi trượt rồi, lên. Đúng rồi. Hai câu. Vậy trượt là gì? Là rớt. Lên. Vậy học trò trượt băng là gì? Học trò trượt băng á hả? Là gì? Là thi rớt. Thi rớt. Thi rớt. Không, chính xác. Xuống rồi, xuống rồi. Câu khó quá. Trượt băng là trượt băng đúng không? Trượt băng là trượt băng rồi. Trời ơi, cái bộ câu hỏi này là tôi lên tới mười mấy luôn á. Mười mấy luôn á. Trong trường hợp trượt băng thì trượt là gì? Là trượt, đeo đôi giày vô trượt băng á. Thì một từ khác đồng nghĩa. À, là... khó nhờ. Là lướt. Chính xác, lên. Như vậy là ban tổ chức phát hiện ra diễn viên điện ảnh, MC, người mẫu lừng lẫy của showbiz nhắc bạn mình đó là Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Đáp án này không được công nhận. Khó nhờ. Nhưng mà em đâu thấy đâu. Em thấy là chị của em. Em bớt múa lại. Em múa. Đội nhà hại. Trong bảng chữ cái có mấy chữ cái? 24. Không, chính xác. Chữ cái tiếng nước nào? Bản chữ cái có một chữ cái. Đấy. Cái gì là thật nhưng ai cũng kêu là giả? Xạo thật. Không phải. Không, chính xác. Thôi đúng ai rồi biết. Cái chữ giả đúng không anh? Ai biết? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhớ rồi. Khán giả. Đúng vậy. Hay. Hell no. Tác giả đâu đó. Lớp 10A có 13 bạn nam, 17 bạn nữ. Nhưng cô giáo mới vô lớp lại nói lớp này toàn là con gái. Hỏi vì sao? Tại vì gì á, gì á, gì á? Chưa nói xong, em biết câu trả lời rồi. Suy nghĩ dễ lắm, dễ lắm. Sao phải chờ? Bạn là con gái. Gì? Cô giáo vô lộn lớp. Cô giáo vô lớp khác. Có nhiều câu trả lời nha. Đúng vậy. Trong đó có một bạn nữ tên là Toàn. Hay. Exactly. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Lương Huy vừa qua được 3 đáp án liên tiếp, xin chúc mừng. Thôi 3 đáp án. Diễn viên này anh đẹp trai Mạc Văn Khoa. Cố lên, em là gọi là như là niềm tự hào của Hải Dương đúng không? Của gia đình được rồi, anh cho Hải Dương nó to quá anh. To quá. Em là Hải Dương, em ở quê Hải Dương thì em là niềm tự hào của Hải Dương. Tự hào Hải Dương ạ. À? Mấy câu anh.
3. Thôi khu xóm đi anh. Thầy tự tính lên. 3 câu nữa em lại cứ em chỉ 1 2 câu được. Ở huyện gì? Em ở Chí Linh ạ. Em là niềm tự hào của Chí Linh. Em là niềm tự hào của Sao Đỏ. Sao Đỏ là gì? Thị trấn này. Thị trấn này. Thị trấn à. Xuống rồi rồi. Rồi được. Rồi mời lên. Cảm ơn em. 3 câu ạ. Em kỷ lục của em là mấy câu vậy? À em thi. Em à em thi 4 lần thì có 3 lần là được 9 câu thì tới câu thứ 10 hết giờ ạ. Em có đạt được 9 câu luôn đang hả? Đang nói chương trình gì á? Đang nói chương trình gì á? Sao em không có nhớ tặng con nhớ? Đang trời Khoa đang nói chương trình hộ khỏe phù đổng ở Sao Đỏ. Ok. Mạc Văn Khoa đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Học gạo là học về gạo hay học gì? Học gạo á? Học gạo. Học gạo là là học gì? Học gì? Là mình... học học vẹt, học theo đó. Không chính xác. Đáp án là học nhiều, không chú ý tới những việc khác. Còn học vẹt là gì? Học vẹt là học mà không hiểu cái gì chứ. Đúng học rồi. Gì thôi đó. Đúng rồi. Học gạo tại câu này em chưa nghe bao giờ. Em chỉ nghe học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thôi. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 thôi chứ học gạo. Ok. Rồi câu hỏi tiếp theo. Trúng tủ là đụng trúng cái tủ, trúng số cái tủ hay là gì? Trúng tủ là đụng trúng cái tủ hoặc là gì chị? Trúng số cái tủ. Trúng số cái tủ. Câu này nó có liên quan đến câu học trước không? Liên quan đến câu học trước không? Hay là cái gì? Khi mình đi ra kiểm tra, mình học được, kiểm tra được đúng cái mình học ở nhà. Chính xác. Thì đó. Chính xác đó. Đây. Tao thấy nó lặng mà luôn chứ đúng không? Học trò quay cóp khi làm bài. Vậy quay là gì? Cóp là copy bài, còn quay là quay nhìn ngó lung tung, nhìn bài của người khác. Gộp lại gọi là quay cóp. Vậy là chính xác. Hay quá. Em ơi, cái câu này dễ ẹt với em luôn nè. Cũng vậy, cóp là gì? Cóp là gì? Như hồi nãy đúng không? Ừ. Cóp là copy bài của người okay, khác. Ok, chết. Sao nó lại cứ liên tiếp như vậy nhỉ? Liên tiếp như vậy nhỉ? Ủa, bởi vậy? Bây giờ đang bằng rồi nha, đang bằng đó. Đang dạ. Bằng, rồi. Câu hỏi tiếp theo. Học trò trượt vỏ chuối nghĩa là gì? Học trò trượt vỏ chuối nó có hai khía cạnh. Một là đạp vào vỏ chuối trượt, hai là bị thi trượt. Chính xác. Đây là đáp án là gì? Thi trượt. Chính xác. Đúng rồi, anh kia cũng đúng luôn. Đúng rồi. Anh kia đúng luôn. Chúng tôi đề nghị nghệ sĩ mình bớt gài chương trình. Bây giờ bởi vì bà MC Hàn Quốc bà không biết, bà nghe chính xác bà không. Chính xác luôn. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Là em có đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ui, em hay lắm. Em là niềm tự hào của Sao Đỏ. Em đúng mà vượt quả qua cả đáp án chương trình luôn. Em phá kỷ lục của em rồi. Đúng rồi. Câu nữa chị. Trời ơi, còn nữa. Rồi. Vậy trượt là gì? Kiểu không hiểu tại sao có câu hỏi này. Trượt vỏ chuối là thi trượt. Còn trượt là trượt té. Không chính xác. Ủa? Sao chính xác? Mình đang nói về cái thi rớt, thi trượt mà. Thì mình phải dùng từ rớt. À là câu sau nó vẫn bám vào câu trước đúng hả? Đúng rồi. Nãy giờ là toàn là bám câu sau vậy đó, mà. Là nói mệnh đề sau đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Vậy học trò trượt băng là gì? Câu hỏi làm sao đấy? Làm sao đấy? Làm sao đấy? Câu hỏi làm sao đấy? Học trò trượt băng là cái gì là? Sao nó cứ dặn trong mất thời gian đấy nhỉ? Là cái vận động viên là học cái môn trượt băng nghệ thuật là học trò trượt thì chốt chưa? Chốt trượt băng. Chốt đi. Chốt là gì? Chốt. Học trò trượt băng là trượt băng nghệ thuật. Thì đây. Là ý là cái môn trượt băng trả lời rồi mà. Rồi chính xác rồi. Chính xác rồi. Ôi trời ơi. Mình vừa đánh được cho thí sinh thế. Rồi,
Rồi, tiếp theo. Bố mẹ ở nhà lo lắm đấy. Trong trường hợp trượt băng thì trượt là gì? Trượt là gì em? Câu hỏi cứ làm sao ấy. Hỏi làm sao đấy. Trượt băng là trượt trên sân băng. Ai chả biết là trượt băng là trượt sân băng. Nhưng mà tìm một cái từ để diễn tả cái động từ đó. Di chuyển trên sân băng. Đấy. 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 Anh di chuyển trên sân băng được, không cần trượt, anh vẫn đi bộ được. Đi bộ được. Sai rồi. Sai rồi. Lướt trên sân băng. Hoặc là trôi trên băng. Trong bảng chữ cái có mấy chữ cái? Câu hỏi làm sao ấy? Câu hỏi lại làm sao? Trong bảng chữ cái có mấy chữ cái? Quên ta, có 24 chữ cái. Không chính xác. Tại cái âm thanh hết giờ nó làm em áp lực. Nhưng mà cũng giỏi rồi. Dạ, 4 câu ạ. À. Thắng rồi. Mạc Văn Khoa đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Mình bốn đáp án liên tiếp, mình hơn người ta 3, đội mình thắng 1-0. Bây giờ cặp thứ hai nè. Đây, em. Làm bi dạ. Làm bi dạ xung phong luôn. Lâm Vĩ Dạ và chế Nguyễn Quỳnh Châu, ai lên trước? Thì gì? Thắng này được quyền. 1, 2, 3. Đó, thắng được quyền lên trước, lên trước, lên trước. Rồi xong. Rồi xong luôn rồi. Rồi cái số rồi. Số rồi. Trời ơi, cuối cùng được ngồi ở đây rồi, yeah. Đừng có cắn tôi nha. Cái gì vậy? Chúng ta cùng với chế Nguyễn Quỳnh Châu nhanh như chớp. Hôm nay chúng ta trở về thời học sinh ha. Ngỗng là từ học trò dùng để nói về điểm mấy? Số 2. Lên. Yeah. Ngỗng. Thằng ngỗng. À. Anh vậy... định nói số 0 đấy. Vậy gậy. Gậy là điểm mấy? Số 1. Lên. Ô như nào? Hay quá. Trứng vịt là điểm mấy? Số 0. Lên. Ủa. Ê anh ơi, làm giờ không có anh ơi. Bốn thứ năm gì mình rớt xuống. Khoa và Đức. Em đây ạ. À. Đều muốn qua sông. Trên sông chỉ có một chiếc thuyền. Mỗi lượt thuyền chỉ chở được một người. Nhưng cả hai đều qua sông được. Hỏi vì sao? Thì cứ qua hết người này xong rồi người kia qua. Chứ đâu bắt phải qua lần đâu. Để... Không chính xác. Câu hỏi của chúng tôi là trên sông chỉ có một chiếc thuyền, là không có ai cả. Đức chèo qua rồi chiếc thuyền nó bay về hả? Đúng rồi. Vậy là không qua vậy? Được hả? Đâu cần qua bằng thuyền đâu em. Bơi qua hả? Ừ. Ủa, chơi thì chơi được luôn ha. Miễn sao qua thôi, đâu có câu hỏi đâu có nói phải qua bằng thuyền. Hoặc là có thể trả lời là Khoa Đức đứng ở hai bờ sông khác nhau, đâu phải đứng ở một con sông và một bờ sông đâu. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Ừ. Khoa cắt tóc và cạo râu mỗi ngày 10 lần. Nhưng râu và tóc của Khoa lúc nào cũng rậm rạp, vì sao? Thì rậm rạp đâu có sao đâu, tại Khoa thích để rậm rạp. Không chính xác. Sao? Khoa làm thợ cắt tóc. Thợ cắt tóc. Thợ cắt tóc. Ờ. Khi nào bạn nhìn số 2 mà lại nói là 10? Khi mình nhìn lộn số. Không chính xác. Là sao? Nhìn số 2 mà nói là 10 thì không có lộn. Khi nào? Nhìn đồng hồ á. Đúng rồi, nhìn đồng hồ. Cái kim phút chỉ số 2 là 10 phút á. Nhà xài đồng hồ số. 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 Màn gì không dùng để che hay đậy? Màn... Màn kịch. Chính xác. Nhà An có nuôi 10 con gà. Chú sinh một con. Hỏi cái đàn gà An bán được bao nhiêu tiền? Đây là câu đố chữ. Nhà An có nuôi một đàn gà. Đàn gà đà gàn. 10 con gà nha, đàn gà 10 con nha. 10 con mòn cươi. Thôi đại đi, bỏ đi 1.000. Bán được 1.000 đồng. Không chính xác. Đàn gà 10 con. Chú sinh một con là 9 xu một con. 10 x 9 là 90 xu. 90 xu. Ồ, hay quá ha. Người lớn tuổi còn đi học thì gọi là gì chơi chữ? Thì vẫn là học sinh mà ta. Thì người nào đi học mà chả gọi là học sinh nhờ? Không chính xác. Là gì ạ? Bác học. Người lớn tuổi ôn thi thì gọi là gì? Bác ôn. Khoa nói là bác ôn. Bác ôn. Không biết, cao học. Cao học không chính xác. Đáp án là lão luyện. Lão luyện. Ôi dạ, khó quá. Mấy con cuối khó quá. Khó thật. Như vậy là chế Nguyễn Quỳnh Châu mang về 3 đáp án liên tiếp. Xin chúc mừng.
cái câu hỏi này mẹo nhiều. Lẽ ra qua rồi. Mẹo nhiều. Chúng ta cùng gặp gỡ lại diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ hài, MC xiếc múa lửa Lâm Vĩ Dạ. What the number? 3. Ok, 3. Oh, cùi bắp, cùi bắp, cùi bắp. Lên, lên. Ok, ok, xong. Lâm Vĩ Dạ đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Ngõng là từ học trò dùng để nói về điểm mấy? Điểm không, không, không. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, tôi bị y chang. Dùng não đi. Ủa sao em trả lời điểm không mà kiểu như là rất là đúng. Điểm không. Ngọc Hà, trứng ngọc mà là... điểm không. Số... Vậy anh cũng bị y chang vậy đó. Trứng ngọc gì, nói lợi. Nói chung là đáp án là điểm 2. Tại vì 2 có hình giống con ngỗng. Rồi, vậy tào lao hồi đó em học điểm 2 là con vịt. Rồi, em học trường nào là con ngỗng gì chị Harry? Ai biết, trường của Quỳnh á, Quỳnh Châu á thì có đó. Rồi, tiếp theo. Vậy, gậy là mấy điểm? 1 điểm. Chính xác. Trứng vịt là mấy điểm? Trứng vịt là 0 điểm. Chính xác. Thì đó, đường ta nói trứng ngỗng với con vịt đúng không em? Mà riêng đây ngỗng với lại trứng vịt nó bị kéo que vậy đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Dài quá. Khoa và Đức đều muốn qua sông. Trên sông chỉ có một chiếc thuyền. Mỗi lượt thuyền chỉ chở được một người. Nhưng cả hai đều qua sông được. Hỏi vì sao? Thì có một người bơi theo. Cho bằng rồi nha. Ủa, có câu nào khó không không chị? Ồ, vậy luôn hả? Câu dễ quá vậy. Chương trình coi thường em quá vậy. Ồ, ok, 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 okay. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Khoa cắt tóc và cạo râu mỗi ngày 10 lần. Nhưng râu và tóc của Khoa lúc nào cũng rậm rạp. Vì sao? Hai người tên Khoa. Một thằng thôi. Đây, đọc lại nha. Khoa cắt tóc và cạo râu mỗi ngày 10 lần. 10 lần. Nhưng râu và tóc của Khoa lúc nào cũng rậm rạp. Rậm rạp. Thì nó rậm rạp. Rậm rạp. Rậm rạp cho nên nó mới phải cạo, phải cắt mỗi ngày 10 lần. Mà bình thường theo em suy nghĩ đây. Rồi. Thôi xuống đi, hỏi hoài. Phải đưa ra câu trả lời. Đưa câu trả lời đi. Là nãy trả lời hai thằng tên Khoa đó đúng không? Hai người tên Khoa. Rồi, không chính xác. Xuống. Mới bằng người ta thôi nha dạ. Chưa, cái này đã quá rồi. Mới bằng người ta thôi nha dạ. Đáp án là vì Khoa làm thợ cắt tóc. Khoa cắt tóc và cạo râu của khách là vậy đó. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Khi nào bạn nhìn số 2 mà lại nói 10? Bị cận thị. Cận thị. Bị cận thị chứ không phải bị đuôi đâu mà. Không, bị cận độ cao quá, nhìn số 2 ra số 10. Đạo lao. Em bị cận nè, em nhìn chồng em ra người khác không mà. Em nhìn người khác ra chồng em. Chính xác. Cả Hàn Quốc đâu rồi? Không chính xác. Câu trả lời là 2 là 10 phút. Số 2. Đồng hồ. Nhìn đồng hồ á, chỉ số 2 là 10. Có hay câu hỏi làm sao thế nhờ. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Màn gì không dùng để che hay đậy? Màn nhung. Không chính xác. Màn nhung vẫn che được, đậy được chứ. Màn gì? Màn trình diễn. Đáp án là màn trình diễn. Trời ơi, tính ra nãy Châu trả lời câu này hay. Thông minh. Thông minh. Khi đôi môi em còn đỏ mọng. Thông minh. Thông minh. Thông minh. Thông minh. Em yêu anh. Câu hỏi tiếp theo. Nhà An có nuôi 10 con gà, chú xin một con. Hỏi cả đàn gà An bán được bao nhiêu tiền? Chơi chữ nha. Chú xin một con. Trả lời đại đi. Lời đại đi. Đại đi, đại để qua câu. Bao nhiêu tiền? Nói đại con số đi. 200 ngàn. 200 ngàn. Cài. Không chính xác. Đáp án là chú xin. Hồi nãy nói chú xin. Đúng đó, chú xin là 9 xu một con. Vậy là 9 nhân cho 10 là 90 xu. Rồi, cái này cũng chơi chữ nha. Người lớn tuổi còn đi học thì gọi là gì? Cao học. Không chính xác. Đáp án là đúng rồi. Bác học. Rồi chơi chữ tiếp. Người lớn tuổi ôn thi thì gọi là gì? Lão. Lão ôn. Lão ôn. Lão ôn. Không chính xác. Ôn thì có cái gì? Ôn là gì?
Ôn là gì? Lão luyện. Ôn. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Bàn gì xe ngựa sớm chiều đi qua? Bàn gì xe ngựa sớm? Hồi nãy nói kiếm câu này khó khó đi. Nguyên loạt khó luôn. Khó thì dễ mà. Dễ mà. Bàn đạp. Đạp, không chính xác. Hết giờ. Đáp án là gì, bàn gì? Dạ, đáp án hồi nãy là bàn cờ tướng hay là bàn cờ vua. Đó. Câu hỏi đang dễ xin xỏ làm cái gì? Như vậy là Lâm Vi Dạ đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Như vậy là ở lần này hai đội về nhau, chúng ta vẫn đang giữ trước tỷ số chiến thắng 1-0. Cố lên, cố lên, cố lên. Bây giờ lượt cuối cùng không ai khác là anh Đức và Lan Hương. Vô. Đây, ai lên trước? Em nghĩ là không nên quảnh tù tì đâu, em muốn lên trước hay lên sau? Vậy em muốn lên sau. Lên sau đúng không? Dạ. Đúng rồi, Đức rồi anh lên trước, anh lên rồi, trước. Xin mời. Cảm ơn. Ủa, anh hỏi ý kiến đồng đội chưa? Không, anh có quyền quyết định. Đến lượt anh thi, anh là người trưởng thành, trưởng thành rồi. Anh đủ cái độ tuổi để quyết định cho lượt thi của anh nha Khoa nha. Chúng ta cùng anh Đức nhanh đi chớp. Chó có biết soi gương không? Chó có biết soi gương không? Không, không, không. Chính xác. Heo có nhận ra nó trong gương không? Heo có nhận ra nó trong gương không? Không. Sai. Có. Có hả? Con heo người ta nói nó ngu như heo. Vậy là nó thông minh chứ đâu có ngu như heo. Đâu có ngu như heo. Như nào? Heo có đổ mồ hôi không? Heo có đổ mồ hôi không? Có. Không. Con heo không có tiếng mồ hôi. Đúng, con heo không có tiếng mồ hôi. Ừ, đó. Ừ, đó. Vậy con heo làm gì để mà mát? Con heo làm gì để mát hả? Tắm và uống nước thôi. Tắm, uống nước, mát, ok, lên. Đó, đúng rồi. Trâu ngâm mình trong nước cho mát. Vậy trâu có tiếng mồ hôi không? Em nghĩ trâu, nếu mà heo không có chắc trâu cũng không có tiếng mồ hôi đâu. Không chính xác, trâu có. Trời. Nhưng mà tại vì da nó quá dày nên không thoát ra hết được. Có một ông già giữa đêm đi lạc vào một khu đất trống. Hỏi ở đó có mấy cái mộ. Khu đất trống. Một khu đất trống. Ở đó không có cái mộ nào hết. Sao vậy? Thì khu đất trống mà. Nên vậy thôi suy nghĩ. Thôi, mình nghĩ phải có cái mẹo gì trong đó hay không? Mẹo gì đâu. Ruộng gì không cây giống mà vẫn thu hoạch được? Ruộng ruộng cỏ. Cỏ. Không chính xác. Ruộng muối. Đúng vậy. Quên ha. Có một cậu bé đi mua đồ, đi qua vườn hoa gặp một con rắn, hỏi cậu bé đi mua gì. Cậu bé đi mua đồ, ngang vườn hoa gặp con rắn, mua xà bông. Sao vậy? Hoa là bông, rắn là xà. Wow, hay quá. Hay quá Đức ơi. Trên trời có vũng nước trong, con kiến con ong không chui vô lọt là gì? Vũng nước trong, con kiến con ong không chui vô lọt. Con mát mình hả? Con mát mình hả? Không, chính xác. Trái dừa. Trái dừa, chính xác. Ê, nãy giờ số 1 chứ không lên xuống ngoài à. Ừ, thì đó, anh thích mấy kiểu nhấp nhô. Cảm giác mới. Có một con bò nằm ngang ăn cỏ. Hỏi nó đã ăn cỏ được bao lâu rồi? Đây là câu đố chữ nha. Con bò nằm ngang ăn cỏ. Nằm ngang. Trời ơi, cái này dễ. Ăn cỏ. Đức đoán được. Hỏi được ăn được bao lâu rồi? Bò nằm ngang ăn cỏ. Nhanh lên thì dễ mà Đức. Bò ngang ăn cỏ. Ăn cỏ được bao lâu hả? Anh đang rối rồi. Câu này anh đoán được đó anh. Từ từ, con bò mà nằm ngang là... Con bò là cái chơi gì ta? Chơi chữ. Nằm ngang là ngàn năm. Chê người ta ba câu chữ. Tại vì nãy giờ câu số... hỏi về động vật nghĩ tới con bò. Bò. Anh Đức rất là xuất sắc. Gia đình tự hào, không có sự liên tiếp. Một lên rồi xuống. Lâu lâu phải biết cảm giác nhấp nhô như người ta chứ. Và bây giờ gặp gỡ lại Lan Hương. Anh chúc em thành công. Hello anh, bao nhiêu câu?
Em chỉ cần trả lời được hai câu là đội em giành thắng lợi. Mời lên ghế. Cảm ơn. Tại vì những câu hỏi là đôi khi cũng 50-50 á. Mấy câu đầu tiên kệ luôn đi. Yes no question không à. Lan Hương đến với chương trình nhanh như chớp. Câu hỏi bắt đầu. Chó có biết soi gương không? Biết, biết. Biết. Đáp án là không, nên không chính xác. Chó không có nhận ra mình trong gương ha. Heo có nhận ra nó trong gương không? Không, hỏi là không có mẹo gì hết trơn. Không có mẹo đúng không? Vậy là không. Không. Rồi. Không chính xác. Không chính xác. Ủa, sao vậy? Chị đó không mẹo mà. Thì đáp án là có. Đáp án là có. Heo có đổ mồ hôi không? Có đi. Không chính xác. Ủa sao kỳ vậy? Có chọn đúng đúng hay sai mà chọn sai đi vậy? Đáp án là không. Câu khó thiệt. Heo không có tuyến mồ hôi. Còn nữa em, chưa hết thế giới động vật đâu. Còn chưa nữa. Còn nữa hả? Còn chưa nữa. Chưa hết. Vậy heo làm gì để mát? Mà con heo nó có cần mát không? Cần mát không? Trả lời. Em nghĩ là con heo nó có cần mát không? Em có quyền trả lời. Em hãy trả lời theo điều mình muốn. Đúng rồi, đúng không anh? Em trả lời theo điều mình em muốn. Em nghĩ là con heo nó không có cần mát đâu. Không chính xác. Không chính xác. Heo nó bình thường hay tắm trong ở đâu? Tắm ở sông. Ủa không, người ta tắm cho nó. Tắm cho nó hoặc là nó tắm trong, nó lăn trong bùn á. Ủa vậy hả? Ờ. Em đâu có heo đâu mà em biết chị. Ờ bởi vậy muốn em nuôi heo đi cho biết nè. Trâu hay trầm mình trong nước cho mát. Vậy trâu có tuyến mồ hôi không? Mà cái chuyện con vật có đổ mồ hôi mình hỏi làm gì ta? Hỏi làm gì ta? Hỏi làm gì ta? Không đi. Không, không. Đáp án là có. Ủa thiệt hả? Em không chính xác. Ủa sao có thể em hay đi ngủ cái đáp án lửa chọn gì đâu mà. Đáp án là có. Hết hết động vật rồi. Có một ông già giữa đêm đi lạc vào một khu đất trống. Hỏi ở đó có mấy cái mộ. Nửa đêm là 12 giờ giữa đúng không? Giữa đêm. Trời ơi. Đúng. Nghĩ đơn giản thôi trời ơi. 12 đúng không? Ô khoan. Giữa đêm. Lễ dễ vậy hả ta? Lễ dễ vậy hả ta? Suy luận hay quá. Tự tin lên, tự tin lên. Tự tin lên đúng không? Rồi em tự tin đó chị. 12 12 không chính xác. Ủa sao vậy? Tại vì biết sao? Hỏi bao nhiêu cái mộ tại mà. Tại em trả lời cho anh, nửa đêm là không giờ cho nên không có cái mộ nữa hết. Câu hỏi tiếp theo, cái ruộng gì không có cây giống mà vẫn thu hoạch được? Ruộng gì không có cây giống mà vẫn thu hoạch được? Ruộng lúa đi. Em không biết câu này. Ừ, cho qua câu này đi. Không chính xác. Một câu thôi, mình chỉ cần một lúa câu. Lúa là có cây lúa rồi. Đúng rồi, tại em không biết. Mà trả lời đại. Ruộng gì mà không có cây mà vẫn thu hoạch được? Ruộng muối. À, ruộng muối đúng rồi ha. Đúng rồi. Có một cậu bé đi mua đồ. Đi qua vườn hoa gặp một con rắn. Hỏi cậu bé đi mua gì? Mua. Quyết đoán. Mua rượu. Mua rượu. Mua rượu. Rượu rắn. Không chính xác. Mua rượu rắn. Tại sao mua rượu? Rắn là xà, hoa là bông, cho nên mua xà một bông. Câu thôi Hương ơi. Một câu. Câu hỏi tiếp theo. Trên trời có vũng nước trong, con kiến con ong không chui vô lọt là gì? Đám mây. Mây đúng không? Đám mây à? Đám mây. Không chính xác. Ủa sao vậy? Kệ đi bà ơi, vậy đi. Thưa bà vậy ơi. Là em mới nghe một sự thảng thốt ở dưới này. Vũng nước trong mà trời. Ủa là sao? Đáp án là trái dừa. Đó là một câu ví von. Có một con bò nằm ngang ăn cỏ. Hỏi nó đã ăn cỏ được bao lâu rồi? Sắp hết thời gian em ơi. Đảo chữ lại. Bao lâu rồi? Nhắc lại, nhắc cái gì mà nhắc. Đọc, nhắc cái gì mà đọc nhắc. Đọc ra em đứng cái đọc ra. Hết giờ. Hết giờ. Sống trời đã định. Như vậy là Lan Hương không có đúng đáp án gì hết. Không phải mình em. Dạ. Em đã lọt vào top. Ai được lọt top thì ạ? Những người không đúng câu nào. Người thứ nhất là Lương Minh Trang, người thứ hai là em đó. Vậy là phải trao giải đó anh. Bây giờ mình thắng 2-0 rồi. Mình thắng một lần nữa là mình thắng luôn. Bây giờ lượt này chọn ai? Không phải là hai người mới lên ghế vừa rồi. Chế Nguyễn Minh Châu và yeah. Em thích chơi cái ghế này lắm. Dạ. Em muốn lên không? Hay là mẹ lên. Chơi tôi... hoài, không phải dạo này đầu em nó mụ rồi. Sao hết bọn em tin chị mà. Để trời ơi. Không sao hết. Yeah chị.
ai lên trước? Bây giờ ai lên trước? Ai lên trước? Em cho lên. Rồi Lâm dậy lên trước. Châu vô trong Nguyễn ơi. Quý vị thân mến, chúng ta cùng gặp gỡ lại một lần nữa Lâm Vĩ Dạ. Quá đơn giản, những câu hỏi sau đây là những câu hỏi vô cùng đơn giản. Ok. Có 200 nải chuối, tổng cộng là 4.000 trái chuối được lột vỏ bỏ vào một chiếc thùng rỗng. Sau một tháng, hiện tượng chấn động nào đã xảy ra? Thúi, thúi, thúi. Lên. Chiếu gì chỉ nhìn được mà không nằm lên được? Chiếu gì chỉ nhìn được? Chiếu tướng. Yes. Đúng rồi. Lên. Chiếu gì mà chỉ xem được mà không nằm lên được? Chiếu tivi, chiếu phim. Lên. Chiếu gì ăn được mà không nằm lên được? Chiếu gì ăn được hả? Chiếu chỉ hả? Không chính xác. Chiếu chỉ ai dám ăn? Ủa không lẽ chiếu tướng hả? Đúng vậy, ăn trả luôn. Lời rồi. Chiếu tướng, bởi vì chiếu tướng là ăn con tướng. Ăn nước cờ, đúng rồi. Tiếp tục, số nào mà mỗi người chỉ có một? Số phận. Số phận, lên. Số nào là số sung thứ nhất? Số nào số hưởng? Lên. Hạt ở miền Bắc được gọi là gì ở miền Nam? Trời trời. Hột. Lên. Hạt vừng, hạt đậu ở miền Bắc được gọi là gì ở miền Nam? Mè đậu. Mè đậu. Không chính xác. Ủa miền Bắc gọi là đậu thì miền Nam vẫn gọi là đậu. Thực ra hỏi là hạt vừng, hạt đậu thì phải trả lời là hột mè, hột đậu. Trứng gà, trứng vịt gọi là gì ở miền Nam? Hột gà, hột vịt. Lên. Hỏi rất rõ ràng luôn, dễ. Hột vịt lộn thì gọi là gì ở miền Bắc? Gọi là hột vịt lộn. Hột vịt lộn. Trứng vịt lộn. Dễ quá mà suy nghĩ xa xôi chi. Mấy câu này đâu bây giờ hỏi tức anh. Tức là ở miền Bắc người ta vẫn gọi là hột vịt lộn. Nhưng mà vẫn có cách gọi khác là trứng vịt lộn. Chứ không ai gọi là hạt vịt lộn. Đấy. Nếu trứng được gọi là hột, vậy trứng cá ở miền Nam gọi là gì? Trứng cá. Lên. Phải ngồi nghĩ coi có gà gì không nữa. Vậy trứng chim, trứng cút gọi là gì ở miền Nam? Thì cũng là trứng chim, trứng cút luôn. Lên. Trong món canh thường có hai phần, đó là gì? Xác và nước. Chính xác. Câu khôn ăn cái dạy ăn nước có liên quan gì đến món canh không? Cái gì nói lại? Khôn ăn cái dạy ăn nước. Không có câu đáp án trả lời. Ba đáp án liên tiếp chính xác, xin chúc mừng. Quý vị ơi, chúng ta cùng gặp gỡ lại Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Trời ơi, câu hỏi khó lắm luôn em. Ba đáp án chính xác liên tiếp, đó là ba đáp án liên tiếp rồi đó. Đáp án mà Lâm Dạ đưa ra. Bây giờ em phải đưa ra số 4 thì mới có cơ hội chơi tiếp, còn không là chúng ta ra vòng giữ xe. Rồi, mời lên. Chế Nguyễn Quỳnh Châu đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Có 200 nải chuối, tổng cộng là 4.000 trái chuối được lột vỏ bỏ vào một chiếc thùng rỗng. Sau một tháng, hiện tượng chấn động nào đã xảy ra? Bị hôi, bị chuối bị hôi. Lên. Chính xác. Chưa bị thúi hết rồi. À bị thúi đúng rồi. Đúng rồi. Nghĩ là cái từ đó. Chiếu gì chỉ nhìn được mà không nằm lên được? Chiếu phim, chiếu... Chiếu... chiếu phim được không? Bớt vỗ tay, bớt động tác lại. Là gì? Chiếu phim, chiếu phim. Không gì hả? Nhìn được mà. Chiếu gì chỉ xem được mà không nằm lên được? Chiếu tướng. Chiếu tướng, mình xem người ta chiếu tướng. Chính xác. Có một cái đáp án khác là chiếu phim. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Chiếu gì ăn được mà không nằm lên được? Chiếu tướng ăn được kìa. Mình ăn con tướng của người ta. Lên. Chính xác. Số nào mà mỗi người chỉ có một? Số phận. Số phận, chính xác. Số nào là số sung sướng nhất? Số... số hưởng, hưởng. Hưởng. Chính xác. Mấy cái chữ này là để em nhiều cái số nữa lắm. Mấy cái số này nè. Giờ em thắng số rồi đó. Số đào hoa rồi. Hết số rồi cưng. Hạt ở miền Bắc được gọi là gì ở miền Nam? Hột. Hột vịt lộn. Hỏi lộn phải hột. Hột. Chính xác. Đúng không? Bớt. Bớt sáng tạo lại nha. Trả lời đúng câu hỏi thôi. Bớt sáng tạo lại.
để dạ. Tài đó. Hạt vừng. Hạt đậu ở miền Bắc được gọi là gì ở miền Nam? Hạt đậu đúng không chị? Vậy nè, hạt vừng, hạt đậu là miền Bắc phải không? Bây giờ chuyển sang tiếng miền Nam là gì? Tiếng miền Nam đúng không? Trả lời đi, trả lời. Hạt vừng, hạt đậu. Không hạt đậu không chính xác. Hạt gì ạ? Đáp án là hột mè, hột đậu. Ủa? Miền Nam mới gọi là hột. Hạt là hột rồi, đúng không? Miền Bắc gọi là hạt. Có ai gọi? Miền Nam gọi là hột. Mà em nãy giờ em cứ nói là hạt hoài. Châu ơi là Châu. Trời ơi, nó bị tăng động. Gì á? Như vậy là ở lượt này, Chiến với Minh Châu 5, Vĩ Dạ 3. Tỷ số của chúng ta hiện tại là 2-1. Rồi, bây giờ cặp tiếp theo là ai? Dạ, xin lỗi anh Đức. Dạ, xin lỗi. Có lên không? Lập công chuộc tội không? Lập công chuộc tội hả? Lỡ tội nhiều hơn thì sao? Tội nhiều hơn thì sao? Vậy để Hương lên. Rồi, để Hương người ta đi yêu người ta nói chuyện. Không để sư hoài sao? Rồi, em Hương lên. Á. Hương lên, bên đây sẽ chọn một trong hai người. Đức. Là anh Đức hoặc là Mỹ Dạ. Á Lộc, anh Đức hoặc là Khoa. Mạc Văn Khoa. Anh Khoa ơi. Ơi. Có một lời thách đấu. Khoa là cao điểm nhất bên này đó nha. Đúng, Khoa bây giờ đang là VIP ở bên này đó. Em muốn đấu với ai? Em đưa ra một lời thách đấu. Anh Khoa. Khoa đi. Khoa đi. Khoa, người ta chọn em kìa. Đức ơi, người ta chọn Khoa giờ sao? Không, cái em có muốn không? Em lên. Thì em sợ cái gì đâu, chờ nhé. Bây giờ người ta thách lên, đấu. Lên. Nhưng mà vấn đề cái chọn này nó không được vinh quang anh ạ. À. Tức là người ta thách đấu với em. Thì ý là chọn em là em yếu nhất trong đội đấy. Bây giờ ai lên trước? Em lên trước đó. Lên, xin mời. Câu Mạc Văn Khoa một lần nữa, nhanh như chớp. Ở nhà bằng cỡ bắp tay, ra đường bành trướng, to tày cái nia. Là cái gì? To tày là tay. Là cái gì? Đơn giản. Cái này dễ. Trả lời đại đi cho qua. Dễ. Cái nia, nia, nia. Thì chỉ có cái nia ra đường mới bằng cái nia thôi chứ rồi. Không có cái gì đâu. Không chính xác. Cái dù. Cái dù. Thị trấn Sao Đỏ ơi. Nhiều nhất là thì sao đỏ không dùng dù. Thị trấn Sao Đỏ không có dù à. Ngoài em nó ít mưa lắm, chủ yếu nắng à, cho nên là ít xài dù. Tại sao khi cắn thì con chó không sủa? Trời trời. Em cũng biết. Khó nha, câu này khó lắm, mà phải suy nghĩ. Phải tất cả mọi thứ phải chuyển động. Bán cầu nổ trái phải hoạt động hết cỡ để đưa bán cầu nổ phải về vị trí. Thị trấn Sao Đỏ ơi. Bởi vì khi nó cắn làm sao nó sủa nữa. Cũng như mình khi mình cắn là mình đâu có nói đâu. Đúng rồi. À. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Bởi vậy khi là con chó giải nó sủa thích, là nó chỉ khoa học đi. Giải thích khoa học. Là sao vậy? Bởi vì khi nó cắn là nó cái mồm nó sẽ bị bít lại cái chỗ cắn mà nó không thoát được ra hơi và không thể lên tiếng được. Chúng ta phải dùng không khí học. Không khí học. Khi mà đủ hơi và mồm đủ mở to. Được rồi, lên. Tại nó có một cái miệng à. Nó cắn rồi thêm miệng đâu nữa nè, sủa. Ồ, nó đơn giản với anh nhỉ. Dấu gì không dùng trong toán học? Dấu vết. Lên. Giỏi quá. Định nói dấu phẩy nhưng mà có dấu phẩy, may đúng quá rồi. Một con rết 100 chân đang đi dạo mát, bỗng nhiên gặp một chú chuột chết. Rết ngậm ngùi bước tiếp, hỏi khi đi qua chú chuột chết đó, rết đi bằng mấy chân? 104 chân. Không chính xác. Vì sao? Vì con chuột nó có 4 chân nữa. Khi mà đi lên con chuột là cộng với 4 chân con chuột chết. Rết đi bằng mà. Con rết 100 chân, nó đi tung tăng. Nó gặp chuột chết. Nó đi lên. Sao Đức? Cái gì anh? 99 chân. Tại sao? Chuột chết thúi quá lấy 1 chân bịt mũi. Bịt mũi rồi. 2 chân, lấy 2 chân với bịt mũi được chứ. Ủa dạ, 2 chân bịt mũi rồi. 98 chân. Nhiều khi nó bịt được bằng 1 chân rồi sao anh? Con rết gì nè, con rết đi 1 chân. Chân quéo ngang. Chân quéo ngang. Vậy là bịt được mũi rồi. Con đó nó nhiều khi nó quéo ngang. Nó thích mùi thối thì sao? Thì đấy. Thì nó cũng không có lời lần 104 được. Câu này mẹo nè. Câu hỏi nó làm sao con đấy? Con rết nào biết bịt mũi, khoa học chứng minh đi. Đúng rồi. Tên vở nhạc kịch Tiên Nga của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc được ghép tên từ hai nhân vật nào? Nhân vật nào? Nhân vật Tiên và Nga. Ra Tiên Nga. Đáp án của em là Tiên và Nga. Họ và tên nữa. Họ và tên. Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga. Đây biết nè. Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Cái gì lúc thì to, lúc thì nhỏ, lúc thì lên cao, lúc thì xuống thấp?
Mặt trăng á, lúc nó khuyết thì nó nhỏ, lúc nó không khuyết thì nó to. Trăng rằm thì nó cao, mà trăng không rằm thì nó thấp. Đấy. Chính xác. Đúng, mặt... Lên. Lên. Ôi giời. Giỏi thế em ơi. Cái gì mang ra phơi nắng thì càng ướt. Nước đá. Lên. Chính xác. Hay quá vậy. Con cua tám cẳng hai càng bò đi bò lại. Hỏi bò mấy chân. Trời ơi, hồi xưa nít đố này quay. Bò đi bò lại, bò bốn chân. Chính xác. À, lên. Hai chân. Bốn chân. Chính xác. Bốn chân tại nó hai cái càng nó đúng. Anh đi chưa? Tại sao bốn? Đúng rồi đó, nhưng mà tại sao bốn? Bốn chân, tại bởi vì nó bốn chân. Tại vì không trả lời, đó là câu hỏi phụ. Đúng rồi. Không cần trả lời. Tại anh theo lúc đầu anh nói đó, không nên phân tích quá làm xa, đơn giản. Đúng rồi, chính xác. Bốn chân là bốn chân thôi. Chứ mình phân tích dài làm gì? Bây giờ chúng ta không bàn tới luôn nha. Dạ. Để lát coi Lan Hương có bàn ra được không nha. Một người giỏi quá mà bị chết thì gọi là gì? Người giỏi mà bị chết thì sao đấy? Là cái gì ạ? Ba là cũng dữ rồi đó. Trời ơi! Biết rồi. Người giỏi mà bị chết. Trời ơi! Giỏi là thông minh, là sáng suốt, là... trong ngày luôn á. Trời ơi! Giỏi là có gì? Gì người ta nói em là có cái gì? Có gì? Giỏi là có gì mới gọi là giỏi? Có tài. Trời đó. Ơi! Quan chết tài, quan tài chết. Quan mất tài. Trời ơi. Tài tử. Không sao, giỏi rồi. Ba đã bán liên tiếp chính xác, chúc mừng. Ai sao mặt buồn. Để xem Lan Hương có vượt qua được hay không. Xin mời. Ba câu mà hồi nãy cái đợt trước là mình không giúp dích nổi mà. Dạ. Kỳ này phải quyết tâm thay đổi số mệnh. Mời em lên. Ngồi lên Hương ơi. Hay quá thôi, chị tự hào về em. Lan Hương đến với chương trình nhanh như chớp. Ở nhà bằng cỡ bắp tay, ra đường bành trướng to tày cái nia. Cái vô. Giỏi. Chính xác. Trời ơi, em không tin là em nghĩ là không được một câu. Tại sao khi cắn con chó không sủa? Tại vì sao con chó cắn mà không sủa ta? Đúng rồi. Ủa mà sao con chó cắn mà nó lại sủa ta? Nó cắn sao nó sủa được? Thì nó đó. Cắn vậy rồi sao nó sủa được? Ừ thì sao? Nó cắn em sao nó sủa được? Em la lên á. Cái đó nó em la chứ nó đâu có sủa. Ý là con chó vừa cắn vừa sủa được. Đó, đúng không? Chính xác. Đây mà em thôi mà tại em giải thích hơi khó hiểu thôi. Đúng rồi em ơi. Dạ. Dấu gì không dùng trong toán học? Trả lời. Dấu ấn. Chính xác. Yeah. Có một con rết 100 chân. Rồi, chân đang đi dạo mát. Dạ. Bỗng nhiên gặp một chú chuột chết. Dạ. Rết ngậm ngùi bước tiếp, hỏi khi đi qua chú chuột chết đó, rết đi bằng mấy chân? Nó không đi nữa hả? Không đi nữa hả? Không đi nữa. Rồi, ở chơi với con chuột đó. Rồi, đáp án là không đi nữa. Không chính xác. Đáp án là 98 chân. Vì khi đi ngang qua chuột chết thì con rết dùng hai cái chân để bịt mũi lại. Từ nhỏ tới lớn em sống 20 mấy năm rồi, em chưa giờ thấy con rết nó bịt mũi lại hết. Nãy anh chơi con rết nó đeo khẩu trang nhưng mà anh vẫn phải xuống đấy. Cái này là đố vui thôi. Tên vở nhạc kịch Tiên Nga của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc được ghép tên từ hai nhân vật nào? Đã cho qua câu hai người bạn. Người Tiên với Nga. Rồi, không dạ, chính xác. Đáp án là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Ước gì em đã coi cái đó. Có một người đi leo núi, ngọn núi thứ nhất ông thấy một bức tranh, ngọn thứ hai ông thấy một cái cốc, ngọn thứ ba ông thấy một cái bát, hỏi tại sao ông ta lại quay về? Ông mệt. Ông mệt. Không chính xác. Em mệt. Câu vừa rồi là bức tranh là hình, cốc là ly, bát là tô, tức là hình ly tô là hồ ly tinh. Ông thấy hồ ly tinh nên quay về. Như vậy là Lan Hương đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. 3 câu là số lượng câu hỏi bằng với Mạng Văn Khoa. Nhưng
không tính được, bởi vì ở lượt này mình huề là không tính điểm. Tỷ số hồi nãy vẫn giữ như cũ, 2-1, chúng ta bước vào vòng đặc biệt. Như vậy là chúng ta không may mắn thôi, chứ không có gì đâu. Dừng lại với 9 triệu đồng tiền thưởng, chúc mừng. Bây giờ chúng ta còn nói gì nữa? Một tấm vé vào vòng trong đã có, còn hiện tại bước vào vòng đặc biệt, cơ hội nhận lấy 60 triệu đồng. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, lọt vào vòng đặc biệt số ngày hôm nay đó chính là Anh Đức, Lâm Vi Dạ và Mạc Văn Khoa, những người vô cùng hài hước và duyên dáng. Dạ. Bây giờ là vòng đặc biệt, các bạn sẽ phải đưa ra 20 đáp án trong vòng 60 giây, đúng hết sẽ được phần thưởng là 60 triệu đồng. Ok. Bây giờ mình là thân quen quá, mình bật mí chút xíu trước khi hỏi này, hỏi về Nhanh Như Chớp. Đồng ý không? 20 câu hỏi trong Nhanh Như Chớp hả? Gom lại nhưng nãy giờ. Nhưng mà có cần phải là dòng đặc biệt không hay là tất cả câu hỏi gì cũng nó được? Đó. Vô. Chỉ gì dòng đặc biệt hả? Sao mà biết 20 câu hỏi đã từng được sử dụng trong vòng đặc biệt. Cái tên 20 là đầu hú. Từ từ quá. Hãy kể tên. Lại đây nè. Hãy kể tên 20 câu hỏi đã từng được sử dụng trong vòng đặc biệt. Kể tên 20 loại bánh. Kể tên 20 loại hoa. 20 loại hoa. Kể tên 20... 20 loại động vật ăn thịt đấy. Kể tên 20 đội bóng tham gia World Cup. Rồi kể tên 20 động vật hai chân. 20 động vật hai chân. 20 loại đồ hủ. Kể 10... Không. Kể 10, 20 môn học. 20 môn học. Kể tên 20... loại bún có chan nước. 20 nghệ sĩ tham gia chương trình Nhanh Như Chớp. 20 loại khoai. Kể rồi, tiếp đi. 20 thì đứng sau đó. 20 loại bún. 20 loại bún. 20 loại bún. Rồi kể tên 20 20 loại 20 loại chim. 20 loại chim. Rồi. Kể tên 20 loại động vật có vú. Kể tên tám đi. 20 thành phố của tỉnh Hải Dương. Cái gì 20 loại? 20 loại. 20 hạt. Ủa còn câu nào khó hơn không? Dẹp cái này đi. Như vậy là các bạn đã mang về được 8 đáp án chính xác, chúc mừng. 8 là nhiều rồi đó. Như vậy là chúng ta mang về giá trị tiền thưởng là 15 triệu đồng. Xin chúc mừng. Hôm nay Mạc Văn Khoa là người cũng là xuất sắc ha. Năm nay là năm của Khoa. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt, hẹn tuần sau. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chết rồi, ngu quá. Trong bài hát mỗi người một nơi. Sau khi chia xa hai người đã làm gì? Mỗi người. Anh nhìn mặt anh Phúc không? Mặt anh cũng không hiểu gì. Đúng luôn anh. Đúng luôn á chị. Rồi. Ủa mặt chị dễ thương lắm mà sao kết thúc. Không đi. Không có việc gì hết. Về nhà kêu chồng bằng chị không hả? Em nhắc rất là trí tuệ. Anh ơi, chừng nào mà đồng đội em quăng cái áo lên giữa sân khấu thì mới là lộ liễu anh.